Hai anh em lại là diễn biến mới của thằng hacker này và nó bảo mình đã đội mưa ca rồi mà sao nó vẫn đi được ba chữ cuối này. Lần này mình sẽ đội mưa ca mạnh hơn 30 chiếc đựng cho nó mỏ nên biết khả năng nha. Rồi nào chúng ta hãy cùng xem đầu tiên nó ít bác với mình các kiểu con đại điệu ở phiên chợ được 3 tháng trước. Rồi cho nó đấy, đây là đoạn chat của mình với nó. Mình chưa biết lộ ạ của mình cho nó. Và mình thấy là rồi cho nó đấy. Rồi tôi đó, đến ngày gần đây, một đêm trước, đã thân xong thì nó im bắt. Rồi, các kiểu con đại điệu và hôm hôn đang cởi tơ đâu. Hai lần, mình thấy áp của mình đang là chỗ hát. Mình đến nghi rồi. Rồi đến thứ 7 gì nữa im bắt hỏi. Đau á, áp của mày. Rồi, mình đổ ra cậu ngay, đánh luôn. Được rồi. Nó vẫn nhìn được một hậu ba chữ cuối. Mình đấy cho rất nhiều ký tự ký tự khó hiểu vô đặc biệt vô và nó vẫn hát được. Đó là một hậu 15 ký tự. Tôi đã chơi cho mày 29 ký tự, 30 ký tự luôn cho nó máu. Rồi ký được rồi thua rồi chứ đúng không cho nó khó. Rồi 40-30 ký được đấy, nó không biết nữa. À của mình 96, mình chỉ nâng 96 thì chẳng biết. Rồi không biết thằng này có vậy là cơ lọ không mà nghe giọng hát được thế sao không hát chiếc ké chơi né lúc mà đêm đi sao lại quyết định gạ kèo với chủ ảnh làm gì. Đây được ké rồi thì im lặng là ké đi ké chỗ âm thầm rồi. Đây không chạy thoát được à, thế tao đau lấy lại ạ à? Đau đội MK được, MK là người siêu mạng nhá, hacker vậy mất cả tháng thế thì hàng ngày đã đội MK cho người hack mọi mặt rồi đấy. Nó hack được ba cuối cùng được rồi, mày tuổi lỡ thế. Nó ngửa với hacker. Hacker cũng không phải đặt nuôi ra đâu. Nếu mà là nuôi ra gì đi hack ngân hàng mà kiếm tiền cho nó ăn còn hoặc